Rồi rồi tới công chuyện đó rồi, thấy chạy cái cảnh này mà ở sân bay thì biết trễ máy bay luôn rồi đó nha mọi người ơi. Sau khi mà đi qua tham quan phòng lab cùng với Dr. Betty thì bây giờ tụi mình đang ở trước sảnh khách sạn và mặt đứa nào cũng rất là lo sợ, bởi vì sắp trễ tới nơi không biết có ra kịp sân bay không. Bởi vì bây giờ là khoảng 5 giờ mấy 6 giờ là cái lúc mà người ta tan ca tan làm á mọi người, cho nên là cái dòng người dòng xe nó rất là đông đúc. Nhân viên khách sạn báo là khoảng nửa tiếng nữa mới bút được xe ôm mày có luôn á, mà bây giờ là 6 giờ trong khi chuyến bay của mình 9 giờ, đáng lẽ giờ này tụi mình phải đang có mặt ở sân bay rồi nha. Và đây là Al Hill, vị anh hùng của chúng tôi đây. Mọi người có nhận ra ai không? Bác Selefit chứ đâu. Trời ơi, từ cái chỗ khách sạn của mình ra tới sân bay là khoảng gần 1 tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ. Và khi mà bác vừa mới nghe là tụi mình không có bút được xe ra sân bay thì ta nói là bác đang làm, mà bác tung một phát là lấy xe xong rồi chở ngay tụi mình tới sân bay. Và tiếp đó là vẫn không chịu đi về luôn nha. Đợi tụi mình khi nào mà lên được máy bay nhắn tin thì bác mới đi về, thì lúc đó là mọi người biết cũng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó là bác chạy từ sân bay quay người về chỗ cũ là 2 tiếng nữa, là khoảng 5 tiếng. Oh my god, không biết nói gì luôn á. Không có bác Selefit chứ tụi mình bị kẹt ở lại Hàn Quốc rồi. Bây giờ là còn mấy nàng cuối cùng để mua mì ăn nè. Finally thì tụi mình cũng đã về được tới sân bay Việt Nam rồi. Kết thúc chuyến đi quá là vui vẻ với nhiều kỷ niệm đẹp cũng như là rất là nhiều kiến thức mới. Hẹn mọi người ở chuyến du lịch và công tác tiếp theo nha. Bye.